học tiếng Anh với chiếc tay này. Lesson 3, phần 2. Những trường hợp duy nhất mà phải sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh. Một là nó được dùng cho những thứ luôn luôn là sự thật, hiển nhiên. Ví dụ, fire burns, animals breathe, I love ice cream, water boils at 100 degrees. Những thứ này là những thứ luôn luôn là sự thật, không bao giờ thay đổi. Lửa thì cháy, luôn luôn nó cháy, không thể có lửa mà nó không cháy. Nước thì sôi ở 100 độ, nếu mà là 100 độ thì nó sôi. Thầy thật sự yêu thích ice cream, can. Hôm qua thầy đã thích, hôm nay thầy thích, ngày mai thầy sẽ thích, luôn luôn thầy thích bởi vì đó là sở thích của thầy. Thì I love ice cream, luôn luôn sự thật. Động vật thì thở, nếu không thở thì chết, luôn luôn là sự thật, luôn luôn thở. Còn trường hợp thứ hai là khi mà nói về những hành động mà mình làm thường xuyên theo một tần suất nào đó. Tần suất nào như thế nào không quan trọng, quan trọng là có một tần suất. Thì lúc đó phải dùng hiện tại đơn. I go to work every day. Mình đi làm hàng ngày. Đấy, tần suất ở đó. I eat hot pot once a week. Mình đi ăn lẩu một tuần một lần. Tần suất ở đó. I play tennis. Đó, ở đây không cần nói tần suất như thế nào, tần suất chính xác đâu. Mà vì mình làm hành động đó một cách thường xuyên thì mình phải sử dụng thì hiện tại đơn. Thì đấy, nếu mà các bạn muốn sử dụng thì hiện tại đơn ngoài hai trường hợp này thì chắc là sai. Thế thì khi mà các bạn muốn sử dụng thì hiện tại đơn, các bạn tự hỏi bản thân tại sao mình đang muốn sử dụng thì hiện tại đơn. Và nếu mà trường hợp đó thuộc về một trong hai trường hợp mà thầy vừa nêu xong thì ok. Nếu mà không thì cấm đấy. Thôi về cấu trúc thì cứ để video sau nhé. Bởi vì về cái này các bạn sai nhiều lắm ý. Và thầy muốn giải thích rất là kỹ. Thế thì nếu mà 5-7 giờ thì loạn não. Để video sau nhé. Và thế là các bạn đã